Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm 27 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mặc Phú Trọng lo đại hội, quan chức lũ lượt sang đảo Síp. Loạt phóng sự điều tra của hãng truyền thông Al Jazeera dựa trên tài liệu mật của chính phủ đảo Síp bị dò dỉ cho thấy quốc đảo này đã tạo điều kiện cho các chính khách nước ngoài dễ dính tham nhũng mua quốc tịch của châu Âu. Xu hướng gần đây cho thấy nhiều quan chức Việt Nam tìm cách tìm một lối thoát an toàn bằng một suất hộ chiếu ở nước ngoài vì lo sợ tình hình chính trị bất ổn tại Việt Nam và sự mất an toàn cá nhân do cuộc đấu đá nội bộ, hoặc chính họ cảm thấy lo sợ vì đã nhúng chàm và tham nhũng. Đây là hình ảnh người mang hộ chiếu của đảo Síp được phép đi lại làm việc trên khắp châu Âu và được miễn thị thực nhập cảnh tới 174 quốc gia. Những người muốn mua hộ chiếu vàng ở đảo Síp phải đầu tư tối thiểu 2,5 triệu đô la. Đảo Síp là một quốc đảo rất nhỏ, nằm ở phía đông của Địa Trung Hải. Diện tích chỉ khoảng 9.251 km2 với gần 1,2 triệu dân, nói hai ngôn ngữ là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này không có kỹ nghệ sản xuất khoa học gì nổi tiếng, mà phần lớn là sống nhờ du lịch, gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004. Thông tin trong bộ hồ sơ có tên là Hồ sơ Đảo Síp tiết lộ rằng hàng chục quan chức cấp cao và gia đình của họ đã mua cái gọi là hộ chiếu vàng của đảo Síp từ tháng 11 năm 2017 cho đến tháng 9 năm 2019. Những người muốn mua hộ chiếu được mô tả là phải đầu tư tối thiểu 2,5 triệu đô la, tức là tương đương khoảng 57 tỷ đồng Việt Nam. Họ là chính khách hoặc nằm trong ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước và cũng nhiều trường hợp mua hộ chiếu cho cả người nhà. Trong 2.351 hồ sơ tham gia đầu tư vào chương trình này thì Nga là đông nhất, gồm có 922 người. Tiếp theo là Trung Quốc, 482 người, Ukraine, 100 và các nước còn lại tại Trung Đông và Đông Nam Á. Biểu đồ trong một bài phóng sự của đài Al Jazeera cho thấy ít nhất có 26 công dân Việt Nam tham gia vào chương trình đầu tư cho hộ chiếu vàng trong giai đoạn nói trên. Đài Al Jazeera đã lập 100 hồ sơ từ hàng chục nước khác nhau và hiện mới nêu tên hai người từ Việt Nam là đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nhân Phạm Nhật Vũ. Hồ sơ cho thấy ông Phạm Phú Quốc được cấp quốc tịch của đảo Síp vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 và vợ ông cũng có quốc tịch đảo Síp. Ông Phạm Nhật Vũ hiện đang thụ án tù 3 năm vì tội đưa hối lộ trong vụ án Mobifone mua AVG và vợ ông cũng được cấp quốc tịch đảo Síp. Trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 về việc này, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã nói: "Tôi khẳng định là việc tôi có quốc tịch đảo Síp là do gia đình, tức là vợ và con, bảo lãnh, hoàn toàn không có việc mua quốc tịch với giá 2,5 triệu đô la. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Ông nói thêm, vợ và con trai tôi đều là những người doanh nhân. Con trai tôi học tập, làm việc tại Anh từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định và quyết định gắn bó lâu dài. Đến năm 2017, vợ và con gái tôi có mong muốn ra nước ngoài học tập và sinh sống cùng con trai, nên đã thực hiện các thủ tục xin quốc tịch tại đảo Síp. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch, không phải thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó, giữa năm 2018, gia đình tôi đã làm thủ tục xin bảo lãnh quốc tịch cho tôi tại đảo Síp." Ông Quốc nói thêm. Ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và từng là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, nói ông đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng quy định về việc này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy được truyền thông trong nước dẫn lời nói đang phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh xác minh thông tin một đại biểu Quốc hội có quốc tịch nước ngoài ngoài quốc tịch Việt Nam. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi quy định rõ về đại biểu Quốc hội không được có hai quốc tịch. Luật cũ trước đây tuy không quy định nhưng tinh thần một đại biểu Quốc hội là không được có hai quốc tịch, ông Trần Văn Túy nói thêm. Đây là hình ảnh tài liệu điều tra hộ chiếu vàng của hãng tin Al Jazeera với hình chân dung hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ, hình ảnh chụp màn hình của Al Jazeera. Nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng đưa nhận định rằng đảng viên Phạm Phú Quốc lừa dối với lập luận rằng trong hồ sơ bị báo chí nước ngoài phanh phui, tờ giấy công nhận quốc tịch ghi ngày 12 tháng 12 năm 2018 ghi rõ chỉ có hai vợ chồng Quốc là Nguyễn Phan Diệu Phương và Phạm Phú Quốc chứ không có tên con trai anh ta. Rõ ràng hồ sơ mua quốc tịch phải do hai vợ chồng cùng đứng tên thì quyết định này mới ra tên cả hai vợ chồng. Nói gia đình bảo lãnh như đảng viên Phú Quốc trả lời phỏng vấn là sai và nói dối đúng văn hóa đảng viên là khinh thường người đọc.
và Đảng Cộng sản cần điều tra nguồn tiền của Nguyễn Phan Diệu Phương và có con trai ở Anh. Quốc mới sinh năm 1968, năm nay 52 tuổi. Con Quốc giỏi lắm khoảng 25-27 tuổi, không thể nào làm ra số tiền 2,5 triệu đô được. Việc cháu nó ở đâu, làm gì, có bao nhiêu tiền là chuyện đơn giản đối với an ninh Việt Nam tại Anh Quốc. Và để có được quốc tịch của đảo Ship thì cần phải có tiền, tối thiểu 2 triệu đô. Và nguồn tiền này ở đâu mà ra? Cùng quan điểm với ông Hoàng Dũng, nhà báo Hà Phan viết trên trang Facebook rằng ông Phạm Phú Quốc dối trá như sau. Ông Phạm Phú Quốc, người Ship gốc Việt, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, là công chức nhà nước hàng chục năm, ông Quốc đã quá rõ quy định không cho phép công chức có hai quốc tịch. Vậy mà tháng 12 năm 2019, khi đã quốc tịch đảo Ship, ông ấy vẫn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của IPC. Tuy nhiên, bà Nguyệt Hường, người có thêm quốc tịch Malta, đã bị miễn nhiệm đại biểu Quốc hội hồi năm 2016 vì trường hợp y như ông Quốc thì chẳng lẽ ông này được miễn trừ hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Và ông Quốc cũng đã dối trá tổ chức, cơ quan và cả cơ quan quyền lực cao nhất của nước nhà, coi thường cử tri, người mà ông ta thường mang danh đại diện. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông tin về ông Phạm Phú Quốc do đài truyền hình Algeria đăng tải. Nhận định với báo Algeria, bà Lau Britlau, thành viên của tổ chức Minh Bạch Quốc tế nói, họ có quyền tiếp cận ngân sách chính quyền, họ có thể ngồi trên các hợp đồng mua sắm của chính phủ và lại ở vị trí quyết định, cho nên có nhiều nguy cơ tài chính công bị thất thoát khi hỏi ăn hối lộ và hối lộ kẻ khác. Theo ông Nigel, một viên chức tại Viện Chiến lược Quốc tế của Anh Quốc thì nói, tại nhiều nước, người ta có thể tích tụ được tài sản lớn nhờ có mối quan hệ bất hợp pháp và móc ngoặc giữa những kẻ có quyền lực. Rồi khi có nhiều tiền rồi, người ta tìm cách chuyển tài sản quanh co cách nào đó ra nước ngoài, rồi sau đó hưởng thụ. Về con đường quan lộ của ông Phạm Phú Quốc, theo trang Facebook Lê Nguyễn Hương Trà ghi như sau. Phạm Phú Quốc, sinh năm 1968, quê ở Quảng Trị, trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2016 khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Sài Gòn, viết tắt là HFIC. Quốc chính là người đã bán khu đất vàng 3.700 m², xưa là ITC bị cháy và hiện là dự án SG Faltov cho Vạn Thịnh Phát. Cần hiểu rằng công ty HFIC là công ty quyền lực vì được giao quản lý vốn nhà nước tại các tổng công ty lớn ở Sài Gòn như REE hoặc CII hoặc TDH. Doanh thu hàng năm của HFIC là khoảng 8.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế là khoảng hơn 1.700 tỷ. Trước khi về HFIC, Phạm Phú Quốc còn có tới 20 năm làm việc ở tổng công ty Bến Thành với vị trí lãnh đạo cao nhất là chủ tịch hội đồng thành viên và đã chủ trì bán khá nhiều tài sản của TCT Bến Thành cho tư nhân. Bà Hương Trà cũng viết tiếp rằng, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, HFIC phải giảm tỷ lệ sở hữu tại Sài Gòn Kim Cương xuống 25% thay vì là 40%. Muốn vậy, HFIC phải bán đấu giá hơn 13 triệu quyền mua cổ phần tại Sài Gòn Kim Cương. Gọi là bán đấu giá, tuy nhiên HFIC lại bán với giá vốn và tổng giá trị trúng thầu chỉ có khoảng 252 tỷ đồng mà thôi. Đây là hình ảnh, biểu đồ thống kê một số nước có số người nhập tịch đảo Ship từ năm 2017 đến năm 2019, có cả Việt Nam, hình chụp màn hình của Algeria. Sau vụ bán vốn tại Sài Gòn Kim Cương của Phạm Phú Quốc, Tất Thành Cang không tán thành khi cả ba nhà đầu tư trúng thầu quyền mua được cho là có liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Mà trước đó, Vạn Thịnh Phát đã giữ 60% cổ phần của Sài Gòn Kim Cương rồi. Vậy là coi như tòa nhà ngay trung tâm thành phố Sài Gòn thuộc về Vạn Thịnh Phát. Vụ này rất nghiêm trọng vì Phạm Phú Quốc đã chỉ định bán luôn và dường như đã làm theo chỉ đạo của Ủy ban. Tất Thành Cang kỷ luật Quốc không được, bèn đẩy Quốc ra khỏi vị trí quyền lực, điều chuyển Quốc qua làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố, ngồi chơi xơi nước. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2019, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong đã điều động Phạm Phú Quốc về làm Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ Tân Thuận. Đây là doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ. Phạm Phú Quốc về thay Tề Chí Dũng bị công an khởi tố và bắt giam vào hồi tháng 5 năm 2019, tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Và tiền đồ của Phạm Phú Quốc đang sáng sủa trở lại. Đó là nhận định của Facebook Lê Nguyễn Hương Trà. Và từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp tục bình luận như sau. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là tôi thấy vào năm 2014, khi giàn khoan HD 981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông. Sau sự kiện đấy,
báo chí đã đăng tải công khai lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ trích rằng có một số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước khi xảy ra sự kiện Hải Dương 981 đã vội vàng đề xuất mang tài sản và đưa vợ con ra nước ngoài. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như thế và hiện tượng đó không phải bây giờ mới xảy ra mà đã luôn xảy ra từ trước rồi. Hồi năm 2016, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin chính quyền Việt Nam nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu sự can dự của 189 cá nhân và 7 công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama trong đợt công bố vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Đây là hình ảnh 3 người trong số gần 200 đại gia được tiết lộ trong hồ sơ Panama từ trái qua gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Airlines, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI và bà Đàm Bích Thủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam. Những người có tên trong hồ sơ Panama được cho là dù họ đang sống ở quốc gia nào cũng bị nghi vấn là mở công ty vỏ bọc ở những thiên đường thuế, tức ở những lãnh thổ mà họ có thể né thuế, thậm chí rửa tiền hoặc che giấu tài sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách ghi nhận tính đến thời điểm tháng 5 năm 2016, người Việt đã gửi 7,3 tỷ đô la ra nước ngoài hay theo hồ sơ Panama, Việt Nam có tổng cộng 92 tỷ đô la được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói với đài tiếng nói RFA tại Mỹ về ghi nhận của ông liên quan đến hồ sơ Panama được chính quyền Việt Nam xử lý như thế nào. Vụ hồ sơ Panama thì hầu như không ai bị xử lý gì cả bởi vì có một số doanh nhân cụ thể đã giải thích rõ vì sao họ mở tài khoản đó. Ví dụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Jovico, đồng thời là Tổng Giám đốc của hãng hàng không Vietjet Airlines là bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tài khoản ở đấy. Sau đó thì bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khi đó cũng nói là lúc còn là doanh nhân, còn chưa giữ chức thứ trưởng, cũng có tài khoản như thế. Và có một người làm ở khu công nghiệp và cũng là đại biểu quốc hội, ông Đặng Thành Tâm thì cũng nói là có tài khoản như thế. Bây giờ ông Tâm không còn là đại biểu quốc hội nữa. Có một vài trường hợp nêu tiếng như vậy, nhưng về sau thì tuyệt nhiên không có thông tin nào về việc xử lý gì cả. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng Việt Nam có rất nhiều luật, nhưng về mặt thu nhập và việc khai báo tài sản đối với quan chức và công dân đều không được thực hiện một cách chặt chẽ, cho nên rất dễ có khả năng người ta khai báo tài sản mà chính quyền phải chấp nhận. Ví dụ như gần đây, có một trường hợp cựu thanh tra chính phủ là ông Trần Văn Truyền. Ông Truyền về hưu ở Bến Tre và xây khu biệt thự to như lâu đài. Khi ông Truyền bị phát hiện thì ông lên tiếng là do cô em nuôi cho tiền và cô em nuôi cũng đã chứng nhận rằng biếu cho anh một ít tiền đủ để xây lâu đài như thế. Thế thì ai làm gì được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020 với bản tin Mặc Phú Trọng lo đại hội, quan chức lũ lượt sang đảo ship. Quý vị và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Trung Khoa, Thời báo.de